Tại trường Trung học phổ thông số 2 Bảo Thắng, qua 3 ngày, đã có 146 trên 226 học sinh lớp 12 làm đơn đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức trực tuyến. Phần lớn học sinh được nhà trường hỗ trợ đăng ký tại phòng tin học của nhà trường. Việc đăng ký chia theo các khung giờ để đảm bảo đến ngày 10 tháng 5, 100% học sinh lớp 12 hoàn tất thủ tục đăng ký dự thi trực tuyến. Thời gian còn lại, giáo viên phụ trách sẽ kiểm tra, rà soát lại toàn bộ thông tin học sinh một cách đầy đủ, chính xác nhất. Là các thầy cô hướng dẫn bọn em là điền đầy đủ các thông tin của mình ạ. Và lưu ý những mục cần nhớ ạ. Rồi sau đó là em hướng dẫn cho các bạn ạ. Và nếu mà giải đáp tất cả thắc mắc cho các bạn ạ. Nếu các bạn thắc mắc ở đâu thì em sẽ giải đáp lại cho các bạn ạ. Để góp phần giúp các thầy cô đỡ vất vả hơn ạ. Thứ nhất là học sinh là gia đình không có máy tính. Và điện thoại các em sử dụng thì nó cũng không có cái cấu hình cao. Cho nên là khi đăng ký cái này thì yêu cầu là mạng phải tốt. Thì nhà trường đã tạo điều kiện thứ nhất về chất lượng mạng, rồi cấu hình máy, nên là các em đã thuận lợi khi một số em mà đã thuận lợi khi đăng ký ở trường. Tại trường Trung học phổ thông chuyên Lào Cai, hết ngày 6 tháng 5, tất cả học sinh lớp 12 đã hoàn tất thủ tục đăng ký dự thi trực tuyến. Học sinh chủ động tự đăng ký qua máy tính hoặc điện thoại smartphone cá nhân. Giáo viên phụ trách sẽ có 5 ngày để kiểm tra đơn đăng ký và hỗ trợ học sinh sửa chữa sai sót. Lúc đầu mới tiếp cận thì đúng là những cái thao tác thì bọn em cũng chưa thực sự là thuần thục ạ. Cho nên là khi mà nhập thông tin thì đôi khi còn sai sót, nhưng mà nhờ có một buổi tư vấn và hỗ trợ của nhà trường, của các thầy cô thì bọn em cũng cảm thấy là cái việc đăng ký nó cũng không còn quá là khó khăn nữa. Sau khi các em đăng ký xong thì nhà trường sẽ có cái công đoạn đó là xuất những cái phiếu đăng ký từ trên hệ thống của các em ra bản cứng để cho giáo viên chủ nhiệm rà soát và kiểm tra các cái thông tin đăng ký xem đã chính xác hay chưa. Và nếu mà chỗ nào cần phải điều chỉnh hoặc thay đổi về thông tin của các em cho phù hợp để đảm bảo độ chính xác thì các thầy cô sẽ hỗ trợ các em trong quá trình điều chỉnh, sửa chữa thông tin. Thời gian đăng ký dự thi được kéo dài đến 17 giờ ngày 13 tháng 5. Vì vậy, nhà trường, học sinh và thí sinh tự do cần chủ động nắm bắt thông tin, thực hiện đăng ký dự thi đúng thời gian, đúng yêu cầu quy định, rà soát kỹ các thông tin, đảm bảo chính xác, tránh sai sót.